Hôm nay xin chào tất cả quý khán giả đang xem clip hai chú chào màu má lỡ. Hai con này là chim má lỡ gốc ở Cao Bằng. Má trắng đang lên má lỡ, bộ to, cao cầu, lanh chim, bản đuôi lớn nha. Thì hai em này là hai con trống 100% đã ra giọng rồi, shop bảo hành. Quý khán giả nào có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp cho shop qua Zalo là số 0909898666 nha. Cặp này shop đang bán với cái giá là hàng bổi lỡ loại 1 lựa riêng, bóng bộ đẹp, giá là 1.400.000 trên hai em này. Giá hơi cao so với thị trường nhưng mà bù lại thì cặp chim này rất là tốt nha mọi người. Con bên tay phải á, thì bóng bộ nó là cao cầu, bản đuôi lớn, có khả năng là xòe mềm. Con bên tay trái thì bộ lực cườm đậm, điềm đạm hơn. Thì mỗi con nó có một cái đặc trưng riêng ha. Hai em này thì mùa này là mùa đầu tiên của nó, thì có thể là mình gọt nó trong vòng khoảng từ 2 đến 3 tháng, khả năng trước Tết thì nó sẽ thay bộ lông mới, sẽ trưởng thành và chim nó sẽ nở hình ra to hơn một chút nữa nha khán giả. Rồi, shop giới thiệu hai em này. Bên khách hàng có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp hoặc inbox qua Zalo nha. Số điện thoại là 0909898666 cho shop nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Ngoài ra shop còn có một số loại chim chào màu vùng Trà Linh, chim giọng 7 đến 8 âm, giá cũng dao động khoảng 800 đến 1.200.000 một con. Thì cái này mình có thể inbox riêng nha khán giả nha các bạn. Hai con chim này thì đã ăn cám và đã biết tắm táp ok rồi. Thì các bạn mua về thì có thể là mình nuôi nó dễ hơn lúc ban đầu ngoài rừng mới về ha. Rồi chim đã ăn cám và đã biết tắm rồi thì nó dễ hơn những con chim nó chưa ăn cám và chưa biết tắm. Địa chỉ cửa hàng là đang ở hiện tại thì đang ở bên số là 114 đường Bắc Hải, phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của cửa hàng là 0909898666. Cái con bên tay phải màn hình của các bạn đang xem thì nó xuống tắm rồi nè. Nó tắm rồi thì khi tắm chim thì mình tắm hai con như thế này thì rất là lợi thế. Một con nó tắm thì con kia nó sẽ bắt chước theo các bạn. Con kia nó có khả năng là nó đang nhìn xuống thau nước rồi. Thì cái đó là gọi là cái nó bắt chước rất là nhanh. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin hẹn gặp lại video tiếp theo.